Xin chào mọi người. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta lại xem sóng của Bitcoin cũng như là một số các giải pháp để chúng ta có thể bàn luận về Bitcoin. Mấy hôm nay sóng lớn cho nên là rất nhiều các tổ chức cá nhân, cũng những vĩ nhân người ta cũng bắt đầu để ý đến Bitcoin. Như tôi đã nói rằng là không có gì lên mãi và cũng không có gì xuống mãi. Hôm qua xuống thì có rất nhiều người mong muốn mua vào nhưng chúng ta lại sợ hãi, nhưng có những người không sợ hãi nhảy vào thì vì người ta nhận định được là các con sóng đến các mức cản để có sự hồi của giá, cũng như là không có gì xuống mãi cả, cũng như giống như lên đúng không? Người ta đặt lệnh và người ta cũng có thể là gì ạ, thắng. Nhưng nếu trong trường hợp nếu mua ngay bây giờ thì chúng ta lại sợ vào cái vùng bán của cái breakout chạm cản để bán xuống. Tuy nhiên trước khi xem cái tin tức thì chúng ta xem các con sóng của Bitcoin lúc này, chúng ta xem về sóng của breakout. Những giá trị vật chất mà mua vào thì gần như là rất ít, bây giờ đa số là margin, bởi vì 5.000 để đánh 50.000 đô, tức là một đòn bẩy 1-10. Thế thì đấy là những lý do mà tại sao bây giờ là rất ít người mua vật chất được. Đó, các con sóng của Bitcoin. Ví dụ ngày hôm qua chúng ta có cái lực đỡ tại vùng 44 là thấp nhất và bây giờ là hiện hồi về vùng 51 cao nhất và đến vùng 50 bây giờ. Thế nhiều người hỏi rằng là thế bây giờ bán hay mua đúng không ạ? Bây giờ nhiều người mua thì sẽ rất dễ đu đỉnh và bây giờ giá sóng hồi lên để người ta bán. Đó. Tại sao lại như vậy? Người ta có thể dễ xem các cái mức cản của breakout đúng không ạ? Đây là tiệm cận của breakout. Thông thường một cái mô hình sóng thì chúng ta sẽ thấy là các mốc giá nó sẽ đi xuống và hồi lên, nó có cái thiên hướng đi hồi lên để đánh xuống và nó nhắc lại những cái vùng giá và quá khứ. Thế về cơ bản nếu sóng của nó xuống như này thì các cái khung giá của 30, 32.000 là đều hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên lúc này đúng không ạ? Đây là cái mức swing, tức là điểm xoay, gọi là người ta gọi là điểm pivot. Điểm pivot là điểm 50.000 này là cái điểm bị phá vỡ. Nếu trong trường hợp giữ ở 50.000 này trên 4 giờ mà nó vượt lên 51.000 thì hoàn toàn nó có thể nhắc lại ở các vùng nêm giá ở vùng cao. Đó là nêm này. Đúng không ạ? Nó hoàn toàn có thể nhắc lại về vùng 54. Trong trường hợp nó vượt qua 50.000 và 51.000 mà nó giữ được ở lâu, hoàn toàn nó có thể chạm test các mốc cả là 54.900 này, thậm chí lên 55.000. Và hoàn toàn có thể vượt qua các mốc là 58.000 để lên tiếp cái vùng 60.000 là vùng cao nhất mọi thời đại. Cái điểm pivot này là người ta đừng có vào, đúng không ạ? Tuy nhiên sẵn sàng tỷ lệ 70% đánh xuống. Nếu trong trường hợp phá cản mà nó bật lên trên ở các cái đường thẳng này, đúng không ạ? Thì lập tức là nó sẽ test lên các cái vùng như là 53, 54. 70% sẽ bị đánh xuống trong chiều ngày hôm nay. Đây là ý kiến cá nhân của tôi cũng như là xem xét các cái mốc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải đặt cái mục tiêu là gì ạ? Breakout. Khi các giá test ở các cái mô hình đúng không ạ? Lập tức là gì ạ? Giá hồi về đỉnh để người ta xả tiếp đúng không ạ? Xả nhắc về các mốc, đặc biệt là mốc 37 ngày hôm nay chúng ta sẽ xem xét. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà nó giữ được ở các mốc này mà nó không phi lên đúng không ạ? Thì hoàn toàn nó sẽ nhắc ở các cái nêm giá vùng 53, 54. Đấy là vùng Bitcoin. Và Ether chúng ta cũng tìm hiểu như vậy đúng không ạ? Ở các mốc H4 hay là D1 chúng ta cũng xem xét được các cái vùng giá đúng không ạ? Vậy thì Ether nó vẫn hoàn toàn có thể đưa cho chúng ta một cái mô hình tăng giá, đó là hồi lên đúng không ạ? Thậm chí nó hiện hồi về hơn 1.800, sau đó xuống và nó sẽ nhắc lại ở vùng 1.540, nó lại tìm tòi về các cái vùng giá là sự nhắc lại của quá khứ, vẫn là vùng 1.200, thậm chí là vùng 900 và 1.000 để nó nhắc lại đúng không ạ? Tuy nhiên là không phải nó tự nhiên nó xuống dầm một cái ngay mà nó phải qua các con sóng nó test đi test lại đúng không ạ? Tất nhiên nếu trong trường hợp nó breakout phá cản ở trên các cái vùng như là 1.700, 1.800 thì hoàn toàn nó có thể back test lại các mốc như 1.868 rồi phá đỉnh ở vùng 2031 và nó điều chỉnh lên xuống và cũng 70% cho các mốc đi xuống đó. Và bây giờ giá đang xuống, đang bị lực đỡ, đó là phe mua mua lên và hồi để bán ra. Lực bán mạnh nhất là ở vùng 1.812 và người ta bán giải ra từ vùng 1.651, 1.812 là nhiều nhất. Đó, đó chính là cái mà chúng ta xem. Vậy thì tại sao người ta có thiên hướng bán ra Bitcoin hay Ethereum trong lúc này, các cái con sóng được bán ra trong lúc này vì sao? Chúng ta sẽ xem xét các câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy.
Hôm nay thì bắt đầu rất nhiều các cái thành viên bắt đầu khởi nguồn từ ông Bill Gates, đừng đầu tư Bitcoin trừ khi nhiều tiền hơn Elon Musk. Câu này khác gì chê Bitcoin và khác gì là chúng ta nhìn thấy ở các cái trạng thái là Bitcoin không cổ súy cho cái việc này. Bill Gates không lạc quan về Bitcoin và cảnh báo người đầu tư vào tiền ảo này nên suy nghĩ lại, trừ khi họ có nhiều tiền hơn Elon Musk. Mà Elon Musk vậy là người giàu nhất thế giới rồi, đúng không ạ? Câu này nghĩa là gì? Thì chúng ta nên hiểu được là Bitcoin từ trước đến nay Bill Gates vốn không cổ súy cho nó, và hôm nay có một cái bài viết về ông ta nói rằng là nó gọi là phát minh thừa thãi, đúng không ạ? Anh ấy rất sành sỏi nói trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg, bạn nếu bạn có ít tiền hơn Elon nên bạn đề phòng. Do vậy cuộc chơi của cái câu nói của Bill Gates đó chính là cá mập, xác Elon có thể lấy tiền của bạn bất kỳ lúc nào, bởi vì anh ta bơm thổi giá lên cao, mà nếu trong trường hợp chúng ta đu đỉnh mà chúng ta không kịp thoát lập tức là gì, anh ta xả, mà xả đến mức độ là không có cửa để mà gì á chốt lời hay cắt lỗ, là lấy sạch tiền. Do vậy cái việc mua vật chất là một trong những cái trạng thái rất là nguy hiểm nếu chúng ta mua ở cái dòng 50.000 đô trên một Bitcoin, đó là sự sợ hãi. Vậy thì khi Elon Musk ở vị thế giàu nhất thế giới mà người ta đã nói rằng là nếu giàu hơn Elon Musk thì mới mua, do vậy là gì, ông ta đã cảnh báo. Cựu chủ tịch đang lo ngại nhiều người sa đà một cách điên cuồng vào Bitcoin. Thứ nhất, những ai đang không dư giả về tài chính, đây là cái ông ta phải cảnh giác. Và như các video trước của tôi thì tôi cũng nói rằng là những người thừa tiền người ta thường có khả năng chiến thắng Bitcoin nhiều hơn, bởi vì người ta không phải lo cơm áo gạo tiền. Thứ hai là giả sử số đó mất có thể ok. Thứ ba nữa là họ chơi theo dạng sưu tầm, họ thích khoe với cái ví Bitcoin, hay là họ muốn trưng cái ví Bitcoin đó có một vài bit trong tay, đúng không ạ, ở một cái giá là 15.000 đô một Bitcoin, sau đó là đến bây giờ là họ có 1 tỷ một Bitcoin. Thế thì thường là những cái người như thế họ sẽ dễ giành chiến thắng hơn hơn là những người bây giờ bỏ ra 1 tỷ, trong khi đó chúng ta sẽ xoay sở, sau đó chúng ta kỳ vọng lên 1 tỷ 3 để chúng ta chốt lời. Thì đấy là cái mà chúng ta rất sợ hãi, bởi vì cái biên độ xuống của nó rất lớn, 58 trong hết một câu nói nó sập xuống còn 47 ngay lập tức. Do vậy là gì ạ, ông ta nói rằng là Bill Gates gọi tiền điện tử là phát minh thừa thãi đó. Tuy nhiên càng những cái thừa thãi, càng những cái ảo ở cái thế gian này lúc này hiện tại thì nó lại càng cổ súy, và nó lại càng có những cái bước tiến cũng như là cái sự đầu cơ giá lên rất tốt. Trong một bài phỏng vấn trước đây này CNBC là Bill Gates thừa nhận trung lập với Bitcoin, đúng không ạ? Và rất nhiều các cái sự sợ hãi của ông Bill Gates này nói rằng là tiếp theo Tesla sẽ có rất nhiều công ty có thể chấp nhận thanh toán, hay là có thể đầu tư giống như là Elon Musk, và rất nguy hiểm khi mà cái câu chuyện nó sẽ xảy ra ở trạng thái là đua nhau mua Bitcoin, sau đó bị những cái thế lực và họ xả hàng, do vậy là họ sợ hãi. Công ty xe điện này đã thu về 930 triệu đô, cao hơn 30% doanh số 721 triệu từ việc bán xe trong cả năm. Chính vì cái tính không ổn định, mới mua cách 3 ngày đúng không ạ, ở 6 dạng 60.000 mà đến hôm nay mất 10.000 Bitcoin. Vậy thì những người mua bằng Bitcoin và mua bằng ô tô bằng Bitcoin và phải mua Bitcoin với giá cao chắc chắn là đã mất tiền. Giả sử 6 tỷ một Bitcoin, 6 tỷ một cái Tesla đi, 300.000 đô đúng không? Một ô tô mà người ta phải mua 6 bit hoặc là 5 bit đi ạ. Thế thì đến bây giờ giá đã mất một cách chóng vánh trong một vài tiếng. Nhưng cái điều mà chúng ta học được ở đây đó là ngoài cái phân tích kỹ thuật, những yếu tố về phân tích tin tức cũng giúp cho chúng ta có rất nhiều cái nhìn. Tôi không bao giờ mua Bitcoin, đúng không ạ? Và cũng gì ạ? Không biết gì về nó, quan trọng nhất là tôi cũng không có tiền. Đây là một cái bạn, đúng không ạ? Bạn ấy comment. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta là như vậy nhé. Theo như cái thống kê của chúng tôi thì hầu hết những người bỏ ra 1 tỷ 3 để mua một Bitcoin bây giờ là gần như là không có. Người ta thiên về bỏ ra 5.000 đô để đòn bẩy 50.000 đô để người ta vào, người ta mua Bitcoin ăn chênh lệch giá, người ta gọi là margin. Đó, giống như ở Z Capital. Người ta nạp vào để người ta bán bit ra, đúng không? Chấp nhận mất 5.000 đô, tức là lỗ 100 triệu.
và người ta có thể kiếm được 50 50 triệu hay là 100 triệu gấp đôi tài khoản nếu trong trường hợp giá có thể chuyển biến từ 1.800 xuống 1.000 hay là 1.800 xuống 800 đô mà người ta để đó. Đó, nó thiên hướng về như vậy. À, tiếp theo nữa, chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện là Bill Gates gọi tiền điện tử là phát minh thừa thãi liên tục, nó liên tục để công kích, và có thể sắp tới là một trong những cái cuộc đẩy giá xuống để gom vào của rất nhiều người hay chăng, đúng không? Và những câu chuyện về các thành viên comment đó, Bitcoin có thể lên 1 triệu đô nhưng có thể rớt về 1 đô, cơ sở dữ liệu khoảng 1 năm trước đã đạt 100 petabyte, có nghĩa là nó không còn phù hợp với làm sổ cái nữa rồi, đúng không? Có rất nhiều người nghiên cứu và là dân văn phòng, người ta không hiểu gì về Bitcoin, nhưng cũng có rất nhiều người, người ta âm thầm nghiên cứu, người ta đọc rất nhiều tài liệu và rồi dịch, rồi trong cái trang VN Express này có hàng 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 triệu độc giả, có nhiều người họ rất là giỏi và họ đọc, họ lướt qua và họ vô tình họ đọc được, và chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều. Ví dụ ông ta thống kê được là khoảng 1 năm trước đã đạt khoảng 100 terabyte, có nghĩa là nó không còn phù hợp với làm sổ cái nữa rồi, đúng không ạ? Và dữ liệu blockchain đó là ghi chép toàn bộ tất cả những cái gì đó thuộc về lịch sử, thuộc về truy xuất nguồn gốc, đúng không ạ? Do vậy ông ta nói rằng là 100 terabyte không còn, tức là full, đĩa cứng đã bị full chẳng hạn như vậy. Thì cái này chưa được kiểm chứng, tuy nhiên chắc chắn là cũng phải để cho chúng ta tìm hiểu. Chỉ những trung tâm dữ liệu mạnh, thế thì nó gọi là big data, thì tôi có đọc những cái tài liệu nói về big data và những cơ sở dữ liệu để làm gọi là gì ạ? Là một cái nguồn dữ liệu không còn là thuần túy, đúng không ạ? Lưu trữ nữa, nó gọi là điện toán, nó gọi là AI, nó gọi là xử lý từ những cái suy nghĩ chứ không phải là mình nói, giống như là Facebook mình nói về về máy hút bụi thì lập tức là Facebook của mình chi chít máy hút bụi, nhưng trong suy nghĩ là big data nó đã cảm thấy được cái tay của mình, cái sức mạnh của tay của mình like hay là có thiên hướng tìm kiếm, là lập tức là mình đã bị dính rồi, đúng không? Tương lai sẽ hiển nhiên sụp đổ của Bitcoin ngay cả khi có cơ chế smart 3, đúng không? Ba bên sẽ hủy bỏ tới 99% đồng thuận vốn là một bản chất của Bitcoin. Thì anh này anh cũng là một cái người nghiên cứu rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Anh đã có những cái ngôn từ rất là kỹ thuật, nhưng với một nhà đầu tư hay một nhà đầu cơ thì nó xuống thì là cái tốt, không phải để mua vào mà chúng ta có thể xem xét bán ra ở các cái thời điểm này thông qua margin. Trước khi mà nó sập thì các nhà cái cũng như là các sàn người ta không cho bán ra đâu, đúng không ạ? Đương nhiên là gì, nó nhìn thấy 50.000 đô nó cho bán, ok. Nhưng nếu trong trường hợp nó xuống quá, đúng không, chắc chắn là cái sàn này nó sẽ không cho bán, bởi vì không còn ai mua nữa, đúng không ạ? Bán phải có người mua. Do vậy là gì ạ? Đây là cái cơ sở để chúng ta nhìn thấy được là cái cách để chúng ta vận hành một cái việc bán hay là mua. Tôi vẫn có thiên hướng 70% sẽ xuống, và nó đang đưa ra cho chúng ta những cái cơ sở bán để có test ở đỉnh, đúng không ạ? Tôi đang rất thích bán ở các vùng như là 51.695, và kỳ vọng của chúng tôi đó là bán ở các mốc cao. Vậy thì làm thế nào để bán được? Vậy là chỉ có margin thôi. Còn đâu nếu trong trường hợp mua Bitcoin ở thời điểm này đó là vật chất thì rất là khó, đúng không? Và cái quan trọng là những cái bài để chúng ta học được ở đây rất là nhiều. Ngoài ra tôi có đưa ra các cái vấn đề về no loss Bitcoin, CFD, no loss Bitcoin, một trong những cái giải giải thích và lý giải cho cái việc chơi coin, để cho chúng ta có hiểu thêm về một dạng hedging, cái trong cái quỹ gen đó là hedging về vật chất. No loss có thể xem về mặt kỹ thuật, ta mua Bitcoin ở sàn giao dịch, cụ thể là Remitano, đúng không? Tức là mua ở dạng vật chất. Nhưng chúng ta lại bán ở dạng margin, đúng không? Tức là dùng một vốn nhưng được đòn 70, đúng không? Chúng ta chỉ cần 5.000 đô. Chúng ta mua 50.000 đô nhưng chúng ta bán chỉ cần 5.000 đô thôi. Do vậy chúng ta sẽ xem rất kỹ ở cái việc no loss này. Đó. Thì trong ngày hôm nay, đúng không ạ, Bitcoin chúng tôi đưa ra các cái mốc vẫn tiếp tục đánh xuống. Đó. Tôi vẫn bảo vệ cái quan điểm là đánh xuống trong Bitcoin và Ethereum. Một số
sẽ cho rằng là chúng ta chờ các điểm điều chỉnh để mua vào, nhưng tôi thì mong muốn là lồi lên để bán. Do đó chúng ta sẽ theo dõi các cái list ở chân website cũng như là ở chân video này để chúng ta có thể gặp nhau cũng như là đưa ra các cái câu chuyện để chúng ta hợp tác. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.